41 người Việt tháo chạy khỏi casino Campuchia cùng bơi qua sông về nước. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi và không được trả lương, 41 người Việt Nam đang làm thuê tại casino ở Campuchia đã bàn bạc tháo chạy khỏi casino bơi qua sông Bình Di để về nước. Tối ngày 18 tháng 8, Thượng tá Lê Tấn Hòa, trưởng công an huyện An Phú, An Giang xác nhận đơn vị đang phối hợp với lực lượng biên phòng tiếp nhận vụ 40 người làm thuê tháo chạy khỏi casino ở Campuchia bơi qua sông Bình Di về nước. Những người này nói họ phải làm việc mà không có tiền bạc, đã vậy còn bị đánh đập nên họ tháo chạy về Việt Nam. Chúng tôi đang giữ 40 người để chăm lo cho họ, sau đó sẽ xin ý kiến cấp trên để xử lý. Hiện tại vẫn còn một người mất tích trên sông Bình Di, thị trấn Long Bình. Các anh em tập trung tìm kiếm, Thượng tá Hòa nói. Trước đó, khoảng 9 giờ 45 cùng ngày, Chốt Quản lý Bảo vệ Biên giới và Phòng chống dịch COVID-19 số 21 thuộc đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình phát hiện bắt giữ 40 người, gồm 35 nam, 5 nữ. Hiện lực lượng chức năng chưa xác định được nhân thân, lai lịch của nhóm 40 người này, nhưng cho biết họ từ một casino thuộc Campuchia bơi qua sông Bình Di nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Trong đó có 9 người bị thương nhẹ, hiện đang được y tế địa phương thăm khám, chăm sóc. Theo nhóm người này, công việc hàng ngày của họ là làm game online, lên các trang mạng làm theo sự chỉ đạo của casino. Do làm việc quá thời gian quy định, không được nghỉ ngơi, không được trả lương, nên họ bàn bạc tìm cách vượt biên giới về Việt Nam bằng cách chạy ra cổng casino và bơi qua sông Bình Di, nhập cảnh vào Việt Nam. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, một lãnh đạo công an tỉnh An Giang cho biết, sau khi báo cáo lên cấp trên và xin ý kiến xử lý, sẽ trao đổi với lãnh đạo tỉnh bạn ở Campuchia xung quanh vụ việc.